Hello, chào đại gia đình, lại là Sơn Sàm đây, lại là cái mặt móc của Sơn Sàm đây, ô la la. Rồi hôm nay tiếp tục một cái live show gì Phan Phong TV nha quý vị. Rồi, ok, để mở đầu cho cái một cái series hấp dẫn ly kỳ này thì xin mời quý vị nghe một bài hát được mang tên Xạo Quần Không Có Gì Vui, Chúng Ta Không Nên Xạo Quần nha. Yeah. Ôi anh em bây giờ toàn khoe khoang khoác lác, có hơi men trong người là nổ banh nhà lòng. Nào là khi chú Lâm Nguy cứ alo anh chạy tới, nào là chú cứ yên tâm ở đây tôi như đại bàng. Nhưng khi tôi lâm nạn thì mắt tôi mới sáng, anh em như cái quần toàn anh em lũ đạn. Hoàng nàng có thấy ai đâu, nhắn tin alo thì cúp, điện thoại xô máy thuê bao, khó khăn không thấy thằng nào. Anh ghét ăn cơm, anh thích quăng bơm, anh nói nơi đây nếu ai chơi dơ là cho ăn hàng liền. Anh sống thanh cao, anh sống thanh cao, ăn uống cũng không bao nhưng mà anh vẫn cứ lung lung tự hào. Anh em cứ an lòng, đàn em tôi đông lắm, nếu như có manh động gọi công an lại liền. Xạo quần ít ít thôi anh, để anh em còn đường sống. Xạo quần không có gì vui, chúng ta không nên xạo quần. Anh ghét ăn cơm, anh thích quăng bơm, anh nói nơi đây nếu ai chơi dơ là cho ăn hàng liền. Anh sống thanh cao, anh sống thanh cao nè, ăn uống cũng không bao nhưng mà anh vẫn cứ lung lung tự hào. Cái miệng thì kêu là anh em cứ an lòng, đàn em tôi đông lắm, nếu như có manh động gọi công an lại liền. Xạo quần ít ít thôi anh, để anh em còn đường sống. Xạo quần không có gì vui, chúng ta không nên xạo quần. Xạo quần ít ít thôi anh, để anh em còn đường sống. Xạo quần không có gì vui, chúng ta không nên xạo quần. Chúng ta không lên xào quần, chúng ta không lên xào quần. Rồi, tiếp tục về chủ đề giật nợ của Phan Phong nha quý vị. Đó, ngày hôm nay chính chủ đã lên tiếng rồi ha. Rồi, ok, hôm nay tôi sẽ đưa ra một cái bình luận, một cái bài viết cũng như cả một cái đoạn ghi âm xác minh luôn nha. À, cho quý vị thấy rõ ràng ràng luôn. Trong cái này nó có hết, không có chạy đi đâu được ha. Rồi xin quý vị cho em 30 giây em bán hàng cái, tại vì bữa giờ em lo em chọc con Lan không có bán hàng quý vị. Bán hàng chậm lắm quý vị, thông cảm 30 giây thôi nha, đừng có bỏ đi nha. Đúng 30 giây em quay lại liền. Rồi ở trong cái Zalo này em có bán rất nhiều sản phẩm của Nhật Bản nha. Những sản phẩm về sức khỏe làm đẹp nè, collagen hoặc quyết dưỡng não, giải độc gan, dầu nóng, xoa bóp, salon bắt, rất là nhiều đồ của Nhật hết, tất cả đồ Nhật nha. Rồi hôm nay em có bán cái collagen đây. Đó, collagen thì bên em có dạng viên, dạng bột, dạng nước. Đó, rất là nhiều dạng ở trong cái Zalo này. Đó, hôm nay em giới thiệu cả nhà cái collagen dạng nước nha. Đó, dạng nước đây. Thì cái này là trong này, cái hộp này nó có 10 chai. Thì em bán một thùng nha. Một thùng là nó có 30 chai, là 3 hộp như thế này. Thùng là 30 chai nha. Đó, 30 chai như thế này nè. Một thùng 30 chai mình để trong tủ lạnh, uống rất là dễ uống, uống rất là ngon. Da mặt rất đẹp, bổ sung collagen làm cho da mặt mình trắng hồng rạng rỡ nha. Nám đồi mồi tàn nhang các kiểu là triệt để luôn nha quý vị. Da mặt rất căng, rất đẹp nha. Rồi, một thùng 30 chai em bán 2.850.000. 2.850.000 một thùng 30 chai như thế này nha. 2.850.000 bao ship ở Việt Nam. Các anh chị nước ngoài tính luôn phí ship nha. Rồi, liên hệ liền Zalo cũng như là gọi số điện thoại này cho em nha. Rồi, rồi kệ em lo em bán hàng cái quý vị. Đó, chứ bây giờ mấy bữa em lo em chọc con Lan hoài, em không bán hàng được. Hàng bán chậm quá. Cô chú anh chị thương tình ủng hộ nha. Rồi đây, thì hôm qua trong một cái bài báo có một cái comment như thế này. À, tôi nghĩ nó là cũng là fan của Phan Phong. À, mới lên mới gọi là gì? Mới lên gọi là gì? Lên gọi là binh cho thần tượng của mình. Ừ.
Thì người này bình luận thẳng vô trong cái bài của Sơn Sàm luôn nè. Thì hôm qua cái bài báo nó viết là gì? Trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay, một số trường hợp sau khi người thân, người quen cho mượn tiền để giải quyết công việc, nhưng đến hạn trả phải khóc ròng khi không khỏi đòi được nợ, thậm chí còn bị xô. Đó, thì ở đây là có dẫn cái bài báo luôn. Giữa năm 2022 là ông TDT, ngụ chung cư Phú Mỹ Thuận, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, cho người quen là ông PTP. Ở đây rất là nhiều kênh YouTube nói ông PTP là ông Phan Thanh Phong. Đó, ở thành phố Huế mượn 500 triệu đồng. Do ông T vừa bán đất xong cho nên giao bằng tiền mặt, việc giao dịch không có giấy tờ văn bản vay mượn, nhưng được nhiều người trong gia đình nạn nhân làm chứng. Đến nay hơn một năm trôi qua, ông Phê không có ý định trả lời, là ông Phê là ông Phong á. Không, khi ông T liên lạc qua điện thoại thì người này trở mặt bảo là không quen biết, quá bức xúc. Đó, nạn nhân T đã cầu cứu đến pháp luật. Đó. Thì cái người này á, cái người này bình luận này quý vị. Họ nói rằng là gì? Bài báo ghi ông Phê T Phê ở Huế chứ không ghi rõ là ông Phan Thanh Phong ở Bình Định. Đúng là con bò biết bay, còn dễ hơn là YouTuber bẩn và fan cuồng Nguyễn Phương Hằng nói thật. Có nghĩa là gì? Con bò biết bay là còn dễ hơn cái đám này nó bừa. Có nghĩa là báo họ chỉ nói là PTP ở Huế thôi, còn Phan Thanh Phong thì ở Bình Định. Có nghĩa là nói là chưa chắc là Phan Phong nha quý vị. Xin lỗi quý vị, Phan Phong là ở Huế, ở Bình Định nha, gốc Bình Định nha quý vị. Bình Định nha. Ra Huế, ở Huế là giống như là quê vợ thôi. Đó, còn ví dụ người này nói là gì? Người này nói là chưa chắc. Báo chỉ ghi cái tên viết tắt là ông Phê, ông Tê rồi thôi, mà tại sao lại dám là gì? Dám cả gan là nói là Phan Phong. Thì đây, xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng đến với cái đoạn ghi âm á. Đó, cái đoạn ghi âm này là giữa một người phóng viên phỏng vấn cái ông chủ nợ. Đó, thử có phải là Phan Phong hay không nha. Mời quý vị chúng ta nghe qua nó khoảng 1 phút Rồi xin mời. Chủ văn lãnh thì lừa mấy chục tỷ để sinh tồn, chứ có 530 tỷ để sinh tồn được cái gì. Nhưng mà sao anh giúp số tiền lớn như vậy? Anh có quan hệ gì với Phan Phong TV mà anh cho mượn số tiền lớn vậy? Đâu có. Mình cũng coi hồi xưa thì nó đấu tố với một ngân hàng, thì mình cũng là cái người coi trên YouTuber, là mình chỉ đi vô đó mình khuyên nó thôi. Nó coi mình như là cha vậy thôi, thì nó đưa mình về nhà. Thì nhà cha mẹ nó, thì nhà của nó, thì nó nghĩa là anh cũng biết nhà biết cửa hết rồi hả? Biết nhà biết cửa thì số tiền đó anh nhà cho nhà Huế, nhà đó một Huế chung cư. Anh tặng nghe cho hay là sao, cho mượn hay là sao? Rồi tiền đó hả? Số tiền đó nghĩa là số tiền đó thì họ mượn để làm gì, hay là họ xin, hay là anh tự nguyện anh cho? Không có tự thiện gì hết, nó chỉ nói là con đang mua nhà mua cửa thiếu nợ vậy đó, thôi giờ đó có tiền nó con lấy đó, con việc cũng trang trả đi nọ kia đi, thì là có trả, có tiền trả cho ba. Thôi. Kêu bằng ba nuôi luôn hả? Dạ đúng rồi. Kêu bằng ba nuôi mà thì anh có vẫn còn giữ liên lạc không, hay là có nói chuyện bình thường không? Sau đó một thời gian sau đó khi mình phát hiện ra thì nó nói nhắn trong cái tin nhắn đó là đừng để lộ tiền nó nữa, tính ủa. Lúc đó mình mới biết là vậy là mình đã bị lừa. Rồi, ok. Quý vị chúng ta vừa nghe xong đúng không? Tôi nói quý vị nghe nè, cái kim á, ở trong bọc á, lâu ngày nó cũng phải lòi ra thôi. Đó, rồi hoặc là giấy á, nó cũng không có thể nào mà gói được lửa, đúng không? Đó. Thì cái câu chuyện á, mượn tiền mượn bạc hay là cho người này mượn người kia vay cũng là một cái giao dịch bình thường ở trong cuộc sống thôi, đúng không? Nhưng mà có những mối quan hệ chúng ta nên trân trọng, là người ta quen biết, người ta cho mình mượn là mình phải nhớ ơn, đúng không? Và mình phải có trách nhiệm với cái số nợ đó. Đó, có vay có trả mà. Đó, cuộc đời mà vay là phải trả. Thì cái câu chuyện không có gì đáng nói nếu như cái ông Phong này, ông Phê này là bây giờ là quăng cục lơ luôn. Đó, quăng cục lơ luôn. Đó, bây giờ nói thôi ông đừng có làm phiền tôi nữa. Tôi nhiều việc lắm. Trời ơi, tiền của người ta mày lấy mà bây giờ người ta hỏi, người ta gọi mà người ta hỏi mày nói phiền, mày không rảnh, mày không có thời gian, làm sao? Đúng không?
đó. Những người mà cho mình mượn một số tiền lớn như thế mà không cần giấy tờ gì đó, chúng ta phải trân trọng, đúng không quý vị? Đó, nhưng mà hơn nữa bây giờ khi mà người ta đã cầu cứu tới pháp luật rồi á, thì số tiền 500 triệu là quý vị rồi, cái khung đó cái khung đó là cái khung, là cái khung 12 đến 20 năm nha. Đó, cái này là không có thoát cái đâu được quý vị. Một khi cơ quan chức năng người ta đã vào cuộc thì không thoát đâu được. Đó chỉ là cái vấn đề ngoài lề thôi. Đó, vấn đề ngoài lề thôi. Còn vấn đề của Phan Phong thì quý vị biết rồi ha. Về cái nhà máy oxy, đánh phá nhà máy oxy thì quá rõ ràng. Rồi hơn nữa là vu khống về Đại Nam thì cũng rất là nhiều video clip. Những cái lời nói, những cái phát ngôn vẫn còn đầy ở trên mạng. Không có thể nào mà sổng được, không có thể nào mà gọi là chạy đi đâu được, không chối cãi được. Ngay cả bà Diệp đó quý vị rồi, thấy bà Diệp không? Bà Diệp bà cũng thừa nhận rằng là gì, mới học lớp 2 à, không có một chút kiến thức nào về oxy đó, nhưng mà cũng nghe những người đó bên cái đám đó có tổ chức nó xúi dục. Thì bây giờ mày cứ lên mày nói nhà máy oxy đi, chia ra nói, người thì nói về quỹ hằng hữu, người thì nói về Đại Nam, người thì tấn công vào khu công nghiệp Sóng Thần, về dự án khu dân cư, cứ tấn công tùm lum tà la vô đó, không biết gì cũng nói đại lên đó. Thì cái tay Phan Phong này quý vị biết rồi, cũng lên mạng cũng đã từng nói về oxy, cũng bày đặt đó, rồi nói là cái gì ăn cơm nhà mà bắt tù và hàng tổng, gọi là gì ăn cơm với nước mắm mà đi nói chuyện thế giới đó. Anh này đã từng có những cái bài phát biểu rất là gọi là mạnh miệng ở trên YouTube, nói về oxy Đại Nam, cũng nói về nồng độ oxy, cũng nói về chất lượng oxy đó. Bà Diệp thì nói là oxy cho cá thở, còn ông nội này, ông Phan Phong này thì nói là oxy này dùng để là oxy công nghiệp, rồi ông thì nói dùng để oxy mà oxy để hàng gió đá đó, để hàng mà gọi là để cắt mấy hàng gọi là gió đá mà cắt hàng rồi các kiểu đó, gọi là cũng là oxy đó. Mà trong khi nó dám nói oxy là không đủ chất lượng, oxy nó là chỉ là hại người, oxy nó là kia nọ, đúng không? Là quý vị biết rồi, người một cái doanh nghiệp lớn như anh Dũng và chị Hằng nhập biết bao nhiêu thiết bị về để sản xuất oxy, để mà phục vụ đó, để mà giúp đỡ bà con trong mùa dịch, đúng không? Thì chúng ta mới biết rằng khi một cái doanh nghiệp ngàn tỷ, một cái doanh nghiệp lớn, người ta nhập một cái thiết bị lớn như thế đó, người ta về người ta cung cấp một cái lượng lớn oxy trong mùa dịch như thế, đương nhiên nó phải có một cái sự gì, đương nhiên nó phải có một cái sự kiểm định của cơ quan chức năng của nhà nước, đúng không? Đó. Và đặc biệt là gì, sau lưng Đại Nam người ta còn có cả một ekip, một đội ngũ đó, một đội ngũ phải nói là hùng hậu về kỹ sư, về nói chung về chuyên gia, đúng không? Người ta mới làm. Mày học cái gì đâu mà mày dám lên mày nói ha. Đó, bây giờ chúng ta nghe qua thử Phan Phong nó nói lại này. Đó, nghe những cái lời của nó nói xong mình phân tích tiếp. Ok. Oxy 99.99%. Nó không tốt cho người bệnh, nó không tốt cho bệnh nhân, đặc biệt là những người họ đang rơi vào cái trường hợp khó khăn, lâm vào cái cảnh cần oxy. Thì đó là giúp người ta hay là hại người ta? Đó là giúp người ta hay là hại người ta? Tôi cho hỏi một câu đơn giản. Và cái vấn đề này nữa nè, cái vấn đề này nữa nè, đó chính là cái chuyện nó khó hiểu là như thế này. Chuyện nó khó hiểu là như thế này. Các anh các chị ấy nhập oxy và nhập những cái máy móc để tạo oxy này từ đâu? Nhập từ Trung Quốc. Vậy thì cái công ty đó nó sản xuất ra cái loại thiết bị đó, nó nhập về cho nó phát, nó bán cho người mua. Đơn vị mua ở đây chính là công ty Đại Nam. Công ty Đại Nam mua cái loại máy móc này về để mà tạo ra oxy, để cung cấp ngược lại ở trong phạm vi Bình Dương, ở Sài Gòn gì đó, Thành phố Hồ Chí Minh gì đó. Công ty sản xuất họ niêm yết như thế này. Từ website thương mại bán sản phẩm hệ thống oxy cho Đại Nam công bố độ tinh khiết của oxy chỉ đạt từ 83% đến 94%, và tiêu chuẩn của sản phẩm đạt 93%. Và đó là bởi vì lý do, tại vì sao? Với cái nền sản xuất của Trung Quốc nó thuộc hàng đầu thế giới, nó như thế về công nghệ, nhưng họ sản xuất oxy chỉ đạt có 93%. Chúng ta sẽ đặt câu hỏi, đúng không? Không, bởi vì sao? Họ xác định tới việc là cái sản xuất cái lượng oxy đó ra để cung cấp vào cho công việc y tế, họ cung cấp vào cho lĩnh vực y tế. Mà cái quy định của y tế đó chính là oxy nó nằm dao động trong cái khoảng đó sẽ là cái khoảng dao động tốt nhất. Nó đạt 93% là đảm bảo rồi. Đạt 93% là đảm bảo rồi. Thế nhưng
Không hiểu tại vì sao về đến công ty Đại Nam thì bỗng chốc cái chất lượng của nó tăng vọt đến như thế. Chứng tỏ là Đại Nam sản xuất oxy tốt hơn cả cái nơi mà họ nhập trang thiết bị rồi coi nữa. Họ nhập luôn oxy rồi coi nữa. Về tới Đại Nam là lên tới 99.99%. Có lạ không ạ? À? Và nói thật với các anh các chị, oxy mà đạt 99.99% đó, chính xác là oxy công nghiệp. Chính xác là oxy công nghiệp. Và theo khuyến cáo của bệnh viện Nguyễn Tri Phương này, oxy thở và oxy công nghiệp khác biệt thế nào? Bởi vì ở bên trong oxy công nghiệp nó có hàm lượng tạp chất. Nó có hàm lượng tạp chất, nó lẫn các cái chất như là CO, CO2 và C2H2. Nó dùng chỉ để khò hàng và cắt kim loại thế này thế kia luôn, chứ không có phải là để... Đó, quý vị nghe nó nói chưa ha? Đó, mới học lớp 2 thôi mà bày đặt đi phân tích oxy đồ này nọ các kiểu. Đó, rồi dám nói là oxy về để công nghiệp, rồi để người ta cắt hàng tiện là hàng vô đá rồi các kiểu. Nhất cái đầu, đó, giống bà Diệp ấy, kêu là oxy cho cá thở rồi. Không biết thì thôi ha. Đó, nội tôi nói quý vị nghe nè, riêng mà trong 35 cái thí sinh mà có tên ở trong cái đơn tố cáo của ông Nguyễn Quang Tuấn đó, là Phan Phong là giống như là một cái thí sinh mà tiềm năng nhất đó quý vị ha. Đó thì bây giờ đang lo cái vụ đó, đang lo cho bản thân mình không hết thì bây giờ là dính thêm cái vụ lùm xùm cá nhân 500 triệu này nữa. Tôi nói thiệt quý vị chua lắm. Đó, ráng mà lo mà gỡ đi ha, ráng mà lo mà gỡ đi. Đó, nhưng mà hắn ngày nào quý vị cũng thấy rồi, ngày nào cũng lên nói về bà Hằng ha. Đó, riêng Phan Phong quý vị thấy rồi, ngày nào cũng lên nói về bà Hằng hết, ra rã, ngày nào cũng hai clip, ngày nào cũng hai video. Nó không giống như con Lan vậy đó. Đó, không nhắc đến bà Hằng là không có lãnh lương được quý vị, không nhắc đến bà Hằng là không lãnh lương được, như chưa, khó nhận lương nha. Đó, cho nên nó phải vô nó đánh phá thôi đó. Rồi ngay cả Lan cũng vậy, bây giờ Lan cũng vậy quý vị đó. Ngày xưa thì gì, ngày xưa thì nó ôi cái bà này CEO gì đâu mà ăn nói gì đó hả, chửi tục, tôi bức xúc quá tôi lên tôi phản biện, tôi phản biện lại, hoặc là bà nói gì về tôi phản biện lại người kia. Đằng này có phản biện cái gì mà quý vị thấy rồi đó. Bà Hằng một năm mấy này không nói một tiếng nào mà bây giờ tụi nó vẫn lên nó ra rã hàng ngày, đúng không? Là chúng ta mới thấy được là gì, cái động cơ. Cái này thì cơ quan chức năng người ta sẽ tự động, người ta sẽ biết làm gì và người ta sẽ điều tra cho ra, đúng không? Chứ không có cái chuyện mà những người nào mà vô cớ trong khi bà Hằng bà xúc phạm hay gì là bà nói động tới ai thì bà bị bắt. Còn tụi này nó lên nó cứ ra rã nó chửi bà bao nhiêu năm mà không lẽ không bị, đúng không quý vị? Nó cái gì nó phải có sự công bằng, cái gì cũng phải có sự công bằng hết. À, cho nên không có chạy ha, em nào cũng có phần, từ từ hết có phần hết trơn đó. Và cái này tôi nghĩ là cơ quan chức năng người ta đã làm lâu rồi, nhưng mà cái vụ án này nó phức tạp, nó dính líu tùm lum tà la bên phía Thiền Am này, rồi nó dính phía tổ chức ở nước ngoài này, rồi có nhiều cái đối tượng, rồi nó nhiều cái thành phần, rồi cũng như là đây là một cái loại tội phạm mới về trên không gian mạng nữa đó, cho nên nó cần thời gian, cho nên cơ quan chức năng người ta phải làm lâu đó quý vị, người ta phải cần thời gian để người ta xác minh cho nó chính xác, nó không có bỏ lọt tội phạm nha, không có sống em nào á. Từ từ quý vị để ý nghe, từ từ rồi những cái vấn đề mà từ thiện rồi nè, thần y rồi nè, người ta lục lại hết, người ta làm triệt để luôn, làm sạch, không có để mà gọi là lơm cơm được. Cái vụ từ thiện chưa có yên đâu, vụ từ thiện chưa yên đâu quý vị. À, cái vụ mà như vậy rồi, những cái người như là Thủy Tiên là cũng đi sao kê thì cơ quan chức năng là bên Bộ Công an người ta cũng nói là sao kê là chính xác theo bản sao kê đó. Đó, người ta nói là không, kết luận là không ăn chặn, đúng không? Nhưng mà khi mà sao kê thì người ta cũng chỉ biết rằng là cái tiền vô và cái tiền ra thôi. Đó là người ta chỉ thống kê được cái tiền vào và cái tiền ra. Nhưng mà khi mà cái tiền ra, anh cầm cái tiền đó anh ra khỏi ngân hàng rồi, anh chi vào cái gì đó, nó ngân hàng đâu biết được. Bây giờ người ta chỉ sao kê là đầu vào và đầu ra, ở trên hệ thống ngân hàng nó còn lưu đó. Nhưng mà anh ví dụ như bây giờ tôi nộp cho tôi 100 triệu, rồi tôi rút ra 100 triệu rồi, đúng không? Nhưng mà tôi cầm 100 triệu á, tôi bước ra khỏi ngân hàng, tôi chi cái gì, ngân hàng làm gì biết, đúng không? Đó, cho nên cái đó là cái mà người ta cần quan tâm, cho nên nó còn nhiều vấn đề lắm. Còn nhiều vấn đề lắm mà cơ quan chức năng cũng như là người dân người ta sẽ thắc mắc và sẽ làm rõ nha quý vị. Đó,
cho nên người ta sẽ lật lại hết à, quý vị yên tâm nha. Rồi cuối video clip thì Sơn Sào cũng có vài sản phẩm để giới thiệu đến quý vị nha, tại vì em bán hàng, em chuyên về bán hàng thôi, công việc của em là bán hàng, muốn quý vị thông cảm nha. Ở trong cái Zalo này tất cả là hàng Nhật Bản nha, em là chuyên gia về hàng Nhật. Rồi giới thiệu cả nhà mình gây cái là cái linh chi đỏ này, cái nano linh chi đỏ này dành cho những người nào mà gọi là gì đó, suy nhược cơ thể ở bệnh viện mới ra, mới đau bệnh ốm vậy, người già lớn tuổi cơ thể bị suy nhược ốm yếu, trẻ em suy dinh dưỡng, những anh nào mà bị là thiếu chất đó quý vị, cơ thể gầy gò rồi đó, đó thì uống cái này nó bồi bổ cơ thể cực kỳ hiệu quả, ăn ngon ngủ sâu, ăn được ngủ được nha, đó hấp thu tối đa cái chất dinh dưỡng mình dùng vô. Đó là linh chi, cái này là linh chi đỏ của Nhật, mỗi ngày mình uống 5-6 viên gì đó, uống trước khi ăn, à uống sau khi ăn nha, đó uống sau khi ăn, thì cái này mình uống sau khi ăn 5-6 viên gì đó, nó bồi bổ cơ thể rất tốt nha quý vị, đó, thì một hộp này 300 viên, hộp này uống gần 3 tháng nha, hộp này là 3,5 triệu bao ship ở Việt Nam nha, 3,5 triệu, rồi, tiếp theo là cái viên uống trắng da, cũng là collagen, nhưng mà collagen cái này là dạng viên nha, đó nó bổ sung collagen, nó làm da mặt mình trắng hồng rạng rỡ, căng lên nè, nám đồi mồi tàn nhang đồ thì nó sẽ hạn chế tối đa luôn nha quý vị, cải thiện rất tốt, thì nam nữ BD đều dùng được đó, những người trung niên lớn tuổi dùng càng tốt nha, đó cái da mặt mình sẽ trắng hồng rạng rỡ. Ở một hộp này 120 viên, mỗi ngày mình uống 2 viên, đó hộp này uống 2 tháng này, 2,150,000 nha. Rồi cái này là giảm cân Onaka, đây giảm cân Onaka, những anh chị nào muốn giảm cân giảm ký nè, ăn nhậu rượu bia nè, phụ nữ sau sinh nè, dân văn phòng làm việc nhiều nè, nó mỡ nhiều tích tụ nè, riêng cái giảm cân của Nhật Bản này thì nó không mệt mỏi, nó không gây tác dụng phụ nha, nó không có giật mình đừ như mấy cái loại kia, vẫn bình thường, không kiêng cử gì hết, chỉ cần là sau 8 giờ tối đừng có ăn cho em nha, không được ăn đêm đó. Một liệu trình nó xuống từ 6 đến 10 kg nha quý vị, đó 6 đến 10 kg, một liệu trình 2 tháng như thế này là 2,6 triệu nha, đó một liệu trình 2 tháng là 2,6 triệu, ngày uống 4 viên, đó cái này là giảm cân Onaka. Rồi nano trị gút nè, trị gút, nhớ anh chị nào bị gút mấy đầu ngón tay ngón chân nó sưng đó, đó thì cái này nó cân bằng nồng độ urit trong máu này, giảm những cơn đau do gút thành A này, đó mình có một cái chế độ ăn uống hợp lý là nó sẽ hiệu quả cực cao. Rồi một hộp này 90 viên uống 1 tháng luôn, 2,1 triệu này, 2,1 triệu này, nano trị gút này. Rồi còn cái này là tai biến đột quỵ này, Naptokinase, cái này là hiệu quả nhất, hàng cao cấp nhất của Nhật Bản nha. Đó cái này là ai đã từng bị tai biến đột quỵ cũng như là có nguy cơ bị tai biến đột quỵ thì mình nên uống hàng ngày để mình triệt tiêu cái nguy cơ tai biến đột quỵ nha. Hàng của Nhật Bản này, Naptokinase. Rồi cái này mỗi ngày uống cho em 5-6 viên gì đó nha, cứ uống đều đều hàng ngày, hộp này tới 330 viên lận nha. Rồi uống 3-4 tháng gì đây, rồi hộp này là 3,850,000 nha về tai biến đột quỵ. Rồi còn rất là nhiều ở đây, ví dụ như là Salonpas viêm xoang đó, cái này là Salonpas này, một hộp này thì 140 miếng đó, 590 ngàn đó, mình mua về mình để cho cả gia đình mình dùng nha, mình dán nó nóng mà nó dính dễ gì, Salonpas của Nhật nha, đó dễ gì hết, dùng cả năm trời không hết luôn đó, 590 ngàn 140 miếng luôn. Rồi đây đó, viêm xoang Shikunai, các anh chị nào mà bị xoang này, xoang sàn, xoang lâu năm, xoang mãn tính, viêm mũi dị ứng rồi đó, đó cái thuốc xoang này rất là hiệu quả nha. Đó, cái này thì 224 viên, đó, cái này uống 1 tháng, hơn 1 tháng này, 1,750,000 đó. Rồi cái này là Fukudan này thì dành cho các anh chị nào, gia đình mình có người nào đang điều trị ung thư nha, đang trên quá trình mà xạ trị, quá trị rồi đó, đó nếu mà bệnh nhân ung thư thì phải biết tới Fukudan rồi, Fukudan của Nhật nha. Đó, cái này thì 150 viên, đó cái này là nó giúp bẻ gãy cái tế bào ung thư, nó cắt cái mạch máu, nó không cho nuôi chất dinh dưỡng nuôi dưỡng cái tế bào ung thư đó, đó nó ngăn không cho mình di căn này, rồi hạn chế di căn cũng như là tăng khả năng phục hồi cho cơ thể nha. Rồi Fukudan đây, một hộp này là 3,5 triệu luôn, 3,5 triệu nha. Đó còn cả 100 sản phẩm ở trong này, các anh chị kết bạn Zalo để mà tìm hiểu thêm nha quý vị. Đó tất cả hàng của em là hàng chuẩn Nhật, nó bao xài bao đổi trả luôn, các anh chị phát hiện hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng trả lại cho em hoàn tiền gấp 10. Riêng hàng của em 100% made in Japan, hàng chuẩn Nhật nha. Rồi ok, mua ai cũng vậy, mua giùm em cảm ơn. Các anh chị hẹn gặp lại trong video clip sau, chào tạm biệt.